Kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Bây giờ là thời lượng chương trình thời sự trưa thứ ba ngày 18 tháng 1. Mở đầu như thường lệ là phần điểm những thông tin chính trong chương trình. Với nhiều kết quả nổi bật trong năm 2021, ngành khoa học và công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá, thực sự là động lực cho kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2022. Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày giáp Tết. Sau một thời gian điều tra xác minh, vừa qua lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh tiến hành bắt giữ thêm một đối tượng trong vụ án tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép xảy ra vào tháng 11 năm 2021. Thưa quý vị, ngành khoa học và công nghệ phải tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học công nghệ và phải là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển ngành khoa học và công nghệ năm 2022 được tổ chức vào sáng nay. Năm 2021 là một năm có nhiều sự kiện nổi bật trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế. Không chỉ tổ chức thành công các sự kiện lớn cấp tỉnh, mà nhiều công trình khoa học cũng được các giải thưởng cấp quốc gia. Đặc biệt hai công trình khôi phục và phát triển các giống sen Huế tại Hồ Tình Tâm, thành phố Huế và công trình đánh giá kết quả bước đầu áp dụng kỹ thuật rửa thần ngược dòng trên thần ghép từ người hiện sống được vinh danh trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021. Đánh giá công tác ngành năm 2021, ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận các tiến bộ khoa học và kỹ thuật đã được phổ biến kịp thời trong nhiều lĩnh vực, đã giúp tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Nhiều công trình khoa học đưa vào áp dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả cao. Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã tạo nên hiệu ứng tốt trong cộng đồng. Các sản phẩm của cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh có chất lượng và có khả năng tham gia vào thị trường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng dịch vụ đô thị thông minh, chính quyền điện tử thu được hiệu quả tích cực. Những kết quả trên đã khẳng định ngành khoa học công nghệ thực sự là động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế và hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm khoa học và công nghệ của khu vực và cả nước. Năm 2022, ngành khoa học công nghệ tỉnh tập trung hoàn thiện đề án thành lập khu công nghệ cao quốc gia tại Thừa Thiên Huế, đầu tư hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung, hình thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, định hướng phát triển thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia chi nhánh tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời phát huy giá trị bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung, phục vụ nhu cầu phát triển các lĩnh vực ưu tiên nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo đúng định hướng nghị quyết số 7 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về khoa học công nghệ. Sáng nay, Thành ủy Huế tổ chức tổng kết hoạt động công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với quyết tâm phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Năm 2022, Thành ủy Huế tập trung thực hiện tổ công tác xây dựng Đảng với các nhiệm vụ trọng tâm, chủ trọng đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết Đảng bộ thành phố, thực hiện xây dựng thành phố Huế theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, đồng thời đổi mới phương pháp quản lý, hình thức bồi dưỡng chính trị. Thành ủy Huế hiện có 98 tổ chức cơ sở Đảng với gần 16.700 đảng viên. Thành ủy chủ trọng bồi dưỡng, tăng nguồn cán bộ đảm bảo các tiêu chí, có năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực chất, kịp thời có giải pháp khắc phục. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội gắn với nhiệm vụ trọng tâm, tạo sức lan tỏa đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, ngành kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai tổ công tác đảm bảo kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, thiên tai và các nhiệm vụ khác. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tập huấn cho trên 80 đồng chí cán bộ nhân viên chuyên môn kỹ thuật khối cơ quan Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ huy Quân sự 9 huyện thị xã thành phố và các đơn vị trực thuộc. Nội dung tập huấn lần này tập trung thống nhất một số nội dung đăng ký sổ sách, mẫu biểu, giấy tờ xe, quán triệt Nghị định 100 về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Thông tư số 31 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Hướng dẫn soạn thảo văn kiện kỹ thuật tác chiến của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã, thành phố. Quy trình về tiếp nhận, cấp phát, vận chuyển, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất đạn dược, súng, pháo, khí tài. Bảo quản bảo dưỡng xe ô tô các loại, tập trung nghiên cứu phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để đưa vào ứng dụng trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Thông qua tập huấn lần này nhằm nâng cao năng lực tham mưu chỉ đạo điều hành của cả đồng chí trưởng đầu ngành kỹ thuật,
công tác quản lý, thực hiện chức trách nhiệm vụ của các đồng chí cán bộ nhân viên chuyên môn kỹ thuật đơn vị, góp phần xây dựng ngành kỹ thuật vững mạnh toàn diện gắn với cuộc vận động quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Tiếp tục với những thông tin về tình hình dịch bệnh. Kết quả đến 18 giờ ngày 17 tháng 1 năm 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận thêm 262 ca bệnh khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 có mã bệnh của Bộ Y tế, trong đó 201 ca cộng đồng. Trong khi đó, kết quả test nhanh trong ngày phát hiện thêm 815 ca dương tính, trong đó 526 ca cộng đồng. Với 99 F0, thành phố Huế vẫn là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc nhất. Tiếp đó là thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang, huyện Quảng Điền với số F0 lần lượt là 59, 33 và 30. Tính đến nay, toàn tỉnh có 17.999 ca F0 có mã bệnh. Tổng số bệnh nhân có mã bệnh điều trị khỏi 14.586. Tổng số bệnh nhân tử vong 91 ca, chủ yếu là các bệnh nhân đã già yếu, mắc nhiều bệnh nền. Hiện các địa phương tiếp tục tầm soát định kỳ, nhất là tại các chợ, các trường học, tăng cường công tác tư tưởng, tuyên truyền để chống các thông tin sai lệch về phòng chống dịch, đảm bảo công tác tuyển quân đạt yêu cầu an toàn, chất lượng, chủ động các phương án dạy và học cho học sinh trên tinh thần ưu tiên công tác phòng chống dịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho bà con kinh doanh buôn bán dịp Tết Nguyên đán. Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình hợp tác du lịch, hàng không và xúc tiến đường bay đến Đà Nẵng. Chương trình nhằm cung cấp đến các đối tác về kế hoạch mở cửa đường bay quốc tế trong năm 2022 cùng các chính sách hỗ trợ hàng không hiện hành. Nhằm hiện thực hóa việc khôi phục các đường bay quốc tế, tại chương trình đã diễn ra lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong việc tổ chức sự kiện Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á Rus Asia 2022. Sự kiện thu hút hơn 500 đại biểu từ 110 hãng hàng không, 30 đơn vị lữ hành và hơn 1.000 cuộc họp trong tháng 6 tới đây. Đây không chỉ là hoạt động khởi động lại các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng, mà còn được dự báo sẽ đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong vòng 3 năm tới. Để chuẩn bị cho việc khôi phục và xúc tiến các đường bay quốc tế, hiện Đà Nẵng đã và đang phối hợp với các ngành liên quan tiến hành nâng cấp mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng, đồng thời tạo những chính sách để hỗ trợ việc mở đường bay quốc tế như giảm từ 10 đến 50% đơn giá dịch vụ, miễn phí thuê văn phòng làm việc cho các hãng hàng không. Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, kể từ khi đón đoàn khách quốc tế đầu tiên vào ngày 20 tháng 11 năm 2021, Phú Quốc đã đón gần 1.000 du khách quốc tế đến từ các nước Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Uzbekistan và Kazakhstan, trong đó 4 đoàn đến bằng chuyên cơ riêng. Hiện địa phương cho biết đang tiếp tục thực hiện các chương trình quảng bá về việc Phú Quốc đã mở cửa trở lại cho du khách nước ngoài để thu hút du khách trở lại. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang dự định giai đoạn 1 của chương trình đón khách quốc tế đến Phú Quốc sẽ thực hiện cho đến ngày 20 tháng 3 năm 2022. Nhưng nay, theo như thay đổi chung của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tỉnh sẽ thực hiện giai đoạn 2 sớm hơn ngay trong tháng 1 này. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây đã ban hành chỉ thị số 02 CT-NHNN về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và đảm bảo an ninh an toàn thông tin trong các hoạt động ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước đánh giá, ngành ngân hàng đang gặp phải nhiều thách thức trong vấn đề hoàn thiện các quy định pháp lý, đồng bộ và chuẩn hóa cơ sở hạ tầng để kết nối, tích hợp, tạo lập hệ sinh thái số, thay đổi về nhu cầu, hành vi khách hàng, đảm bảo an ninh an toàn và bảo mật dữ liệu khách hàng khi giao dịch. Do đó, cần tập trung giảm thiểu tối đa các rủi ro phát sinh trong quá trình cung ứng, thực hiện các hoạt động ngân hàng trên môi trường số. Tổng cục Đường bộ cho biết các chủ phương tiện sẽ phải dán thẻ đầu cuối và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng, đảm bảo đến tháng 6 năm 2022 đạt tối thiểu 90% phương tiện được dán thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng ETC. Để tiếp tục triển khai hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới Tổng cục Đường bộ sẽ đôn đốc các nhà đầu tư BOT, các dự án do Bộ Giao thông Vận tải và địa phương để chỉ đạo các nhà đầu tư BOT lắp đặt các làn ETC còn lại trong quý 1 năm 2022. Tổng cục cũng đề nghị các địa phương tổ chức vận hành trạm thu phí theo đúng yêu cầu của quyết định 192020 của Thủ tướng Chính phủ, là mỗi trạm chỉ duy trì tối đa một làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều lưu thông. Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh, những ngày đầu năm mới, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đang ngày đêm nỗ lực chung sức đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân vui Tết đón xuân bình yên hạnh phúc. Với thông điệp an toàn giao thông là không tai nạn, nhanh một phút chậm cả đời, chấp hành nghiêm pháp luật là đạo đức, văn hóa và văn minh của người tham gia giao thông. Hàng chục lái xe trên địa bàn huyện Phú Lộc đã được công an huyện Phú Lộc tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông như không chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, đi sai làn đường, phần đường, tránh vượt sai quy định, không sử dụng rượu bia, chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện, v.v.
Điều này không những góp phần đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông mà còn là quyền, nghĩa vụ, đạo đức của người lái xe. Tôi là sẽ lưu thông trên các tuyến đường và các tuyến đường trên xe là bằng lái, kiểm định, bảo hiểm xe. Và thứ ba là tôi là chấp hành mọi luật lệ giao thông, là không uống rượu bia, không chất kích thích. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Phú Lộc tăng cường lực lượng ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Đội cảnh sát giao thông đã tham mưu cho ban chỉ huy công an huyện, để ban chỉ huy công an huyện tham mưu cho huyện ủy, ủy ban huyện đề ra các cái giải pháp nhằm làm giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới. Thứ hai thì chúng tôi mời các cái doanh nghiệp, cá nhân đóng trên địa bàn đến để tuyên truyền và cam đoan ký cam kết trong quá trình kinh doanh hoạt động phải chấp hành luật giao thông đúng theo quy định. Thứ ba thì chúng tôi sẽ phối hợp với là trạm cảnh sát giao thông của công an tỉnh, công an xã, chính quyền trên địa bàn để tuần tra xử lý nghiêm những cái hành vi dẫn đến tai nạn giao thông. Bên cạnh công tác đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các đội nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, phát hiện các trường hợp lợi dụng cửa ngõ phía nam của tỉnh để vận chuyển các hàng hóa không đúng quy định, đấu tranh ngăn chặn, phối hợp bắt giữ các đối tượng gây án lẩn trốn qua địa bàn. Đặc biệt trong năm qua, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn lái xe, người dân nêu cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, đồng thời hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn đi qua địa bàn lương thực, xăng để về quê ăn Tết, để là hình ảnh đẹp vì nhân dân. Chỉ tính riêng trong tháng đầu ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã phát hiện xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm. Điều này góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Chúng tôi tập trung vào các lỗi dẫn đến tai nạn giao thông như lạng lách đánh võng, điều khiển xe vượt quá nồng độ cồn và đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, chở ở 3, chở quá số người quy định. Đối với xe ô tô thì chúng tôi tập trung xử lý đối với các lỗi như là chở quá tải, chở hàng tải trọng nặng và chiều cao và hàng rơi vãi. Có thể khẳng định với những nỗ lực của công an toàn tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng và công an huyện Phú Lộc nói chung đang tập trung phương tiện, lực lượng ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, huy động sức mạnh hệ thống chính trị và nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự vì một mùa xuân bình yên. Thời điểm này, các nhà vườn trồng mai tại thành phố Hồ Chí Minh đang tất bật chuẩn bị cho vụ mai Tết. Và lạc lá mai, một trong những công đoạn quan trọng trong quá trình chăm sóc dưỡng cây để mai đơm nụ ra hoa đúng dịp Tết, đã được các nhà vườn đồng loạt thực hiện trong dịp rằm tháng Chạp âm lịch này. Hàng ngàn gốc mai, chậu mai của nhà vườn ở làng mai Thủ Đức này đã được lạc lá trong các ngày từ 13 đến 15 tháng Chạp âm lịch. Xong công đoạn lạc lá, mai sẽ được chăm sóc dưỡng cây để sẵn sàng đơm nụ bung hoa dịp Tết. Năm nay thời tiết thuận lợi, sức mua cũng khá hơn năm trước, nên dự kiến nhà vườn sẽ đưa ra thị trường hơn 1.000 chậu mai lớn nhỏ với giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, phục vụ cả khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác. Năm nay thì hàng đặt rất nhiều, tới ngoài Hà Nội, đó những cây mai lớn này đó là tôi đi Hà Nội. Vài bữa Campuchia ba về tôi, hôm nay là quá trời người đặt, đặt lắm kẹp luôn. Còn tại thủ phủ mai vàng Bình Lợi, huyện Bình Chánh, các nhà vườn cũng tất bật lạc lá chuẩn bị hàng Tết. Nhiều nhà vườn còn ứng dụng kỹ thuật phun rụng lá để giảm bớt nhân công và thời gian so với lạc lá mai thủ công như trước đây. Tết này, làng mai Bình Lợi dự kiến đưa ra thị trường trên 2 triệu gốc mai nguyên liệu. Tuy nhiên, dự báo được sức mua giảm mạnh do dịch, nhiều nhà vườn không lạc lá mai hết công suất mà chỉ làm từ 50 đến 70% lượng cây. Kế hoạch thì cũng cho xuống lá một lượng nhỏ so với năm vừa rồi, rồi còn lại một số thì hy vọng là sau Tết để bán mai nguyên liệu. Dự trù xuống lá thì khoảng 10-12 ngàn, nhưng mà ước lượng là bán ra khoảng 10.000 cây. Sức tiêu thụ giảm là điều đã được dự báo cho vụ mai Tết Nhâm Dần 2022. Dù vậy, vụ Tết vẫn là vụ làm ăn chính của nghề trồng mai, thế nên các nhà vườn tại thành phố Hồ Chí Minh đều tập trung tìm nhiều giải pháp để lo đầu ra cho cây mai. Từ chấp nhận giảm giá bán dù giá phân bón và chi phí đầu vào tăng cao, đến việc đẩy mạnh bán hàng online, tham gia các hội hoa xuân, chợ hoa xuân để thu hút thêm khách. Thường lái đến cũng ít, do là ảnh hưởng dịch nên là từ các tỉnh về cũng ít. Nhưng mà đa số là nhờ là bán qua cái mạng,
online thì như mình quay nhờ một số cái kênh trên YouTube. Tổ chức một cái đường hoa mai của Bình Lợi thì dựa vào đó thì mình cũng sẽ quảng bá thương hiệu của cây mai vàng Bình Lợi mình để cho các nơi đều biết đến và để ra cho bà con mình có cái chỗ mà trưng bày sản phẩm để giới thiệu cho bà con. Vụ Tết này là năm thứ hai các làng mai ở thành phố Hồ Chí Minh giảm nhiệt, giảm sản lượng so với những năm trước dịch. Các nhà vườn đang kỳ vọng sức mua năm nay sẽ tăng lên vào sát Tết khi tình hình dịch bệnh thuyên giảm, vùng xanh đang lan rộng cả nước. Phần cuối là một số thông tin an ninh trật tự. Liên quan đến vụ cướp xông vào chung cư Linh Đàm, Hà Nội, hành hung người dân để cướp tài sản, Công an Hà Nội cũng cảnh báo mạng xã hội đang rồ trào lưu rủ nhau đi cướp, bán thuốc độc, lá ngón và những suy nghĩ lật lạc. Hiện trên mạng xã hội Facebook có khoảng 5 hồi những người vỡ nợ muốn làm liều. Trong số này, phần lớn các nhóm đăng tải tin tức hàng ngày, bán hàng online. Sau khi xảy ra vụ ba nghi phạm hẹn nhau đi cướp ở chung cư Linh Đàm, nhiều thành viên bắt đầu đăng tin muốn tự tử, bán vũ khí, thuốc độc và rủ nhau đi cướp. Cũng có ý kiến cho rằng mọi người chỉ đang trêu đùa, tạo niềm vui trên mạng xã hội. Nhưng cũng có nhiều người bày tỏ lo ngại sẽ có thêm tội phạm, những vụ cướp tương tự xảy ra từ các thông tin lan truyền trên nhóm Facebook này. Hiện Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết đã nắm được phản ánh và sẽ phân cấp cho các đơn vị xác minh xử lý, có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Ngày 17 tháng 1, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau một thời gian điều tra xác minh, vừa qua đơn vị đã tiến hành bắt giữ thêm một đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Trọng Tuấn, sinh năm 1981, trú tại 33/1D Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 11 năm 2021, thông qua một tài khoản Zalo, đối tượng Nguyễn Trọng Tuấn đã nhận chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Bắc Ninh đi Đồng Nai với giá 24 triệu đồng. Sau đó, đối tượng này lại thuê đối tượng Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1987, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, chở thay mình với giá 17 triệu và được hỗ trợ thêm 1 triệu tiền ăn. Đối tượng Tuấn hưởng lợi 6 triệu đồng. Trước đó, ngày 21 tháng 11 năm 2021, tại chỗ kiểm soát phòng chống dịch số 2 trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Phong Thu, huyện Phong Điền, đối tượng Nguyễn Xuân Trường đã bị công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện bắt giữ trong lúc đang vận chuyển trái phép 4 người Trung Quốc. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.